bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với pháp môn giải thoát không chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy pháp môn giải thoát không đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với năm loại mắt chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy năm loại mắt, đối với sáu phép thần thông chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy sáu phép thần thông. Bát nhã ba la mật đa sâu xa. Đối với mười lực phật chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy mười lực phật. Đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng. Bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với pháp không quên mất chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy pháp không quên mất đối với tánh luôn luôn xả chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy tánh luôn luôn xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với trí nhất thiết chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy trí nhất thiết đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp môn đà la ni chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy tất cả pháp môn đà la ni đối với tất cả pháp môn tam ma địa chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy tất cả pháp môn tam ma địa bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với quả dự lưu chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy quả dự lưu đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy quả nhất lai bất hoàn a la hán bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với quả vị độc giác chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy quả vị độc giác bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả hạnh đại bồ tát chẳng tư duy tất tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy tất cả hạnh đại bồ tát bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư phật